bầu trời mênh mông. Không ai biết trước chuyện chi, có phải như mình ngóng trông. Lắng nghe tim này vững niềm tin ta mang, tuổi trẻ này thênh thang, có ngại chi ta sẵn sàng. Nếu bạn là người có niềm đam mê với các thể loại truyện thì có lẽ cái tên Nguyễn Nhật Ánh đã không còn quá xa lạ gì với những người đam mê truyện như chúng ta. Truyện của Nguyễn Nhật Ánh thường là những mẩu chuyện gần gũi, thân thuộc với đời sống mỗi người, cùng với những khung bậc cảm xúc đan xen sẽ khiến người đọc phải suy ngẫm và nhớ nhung về bài học nhân văn được tác giả gửi gắm vào đó. Ngoài các tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Tôi là Beto, Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng đã làm nổi bật lên tên tuổi của Nguyễn Nhật Ánh, các tác phẩm của bác còn là nguồn cảm hứng cho ngành nghệ thuật điện ảnh và đã được xuất hiện trên màn ảnh rộng như Mắt biết, Cô gái đến từ hôm qua và Ngày xưa có một chuyện tình. Trong cuộc sống bộn bề với đầy ắp công việc và lo toan, không những người lớn mà ngay cả các bạn thanh thiếu niên như chúng ta cũng cần được an ủi từ trong tâm hồn mà các bạn trẻ ngày nay thường hay gọi là chữa lành. Và nếu được phép đề xuất một quyển sách có thể đáp ứng được điều đó, mình xin mạnh dạn giới thiệu tác phẩm Làm bạn với bầu trời. Chính câu chuyện này đã khiến mình vừa khóc vừa cười và có cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống. Làm bạn với bầu trời xoay quanh đời sống của ba nhân vật Lam, Nghị, Hằng là ba đứa trẻ gần nhà nhau và Tèo, em họ của Nghị. Tèo là một cậu bé chỉ mới 8 tuổi vì ngã từ trên cầu xuống suối mà cuộc sống bị tổn thương nặng, phải nằm im một chỗ. Ngày qua ngày em chỉ có thể nằm ở trên giường kề bên cửa sổ, ngắm mây trời và làm bạn với thiên nhiên. Tuy có hoàn cảnh không được may mắn như các bạn đồng trang lứa, không được chạy nhảy vui chơi, nhưng Tèo vẫn luôn yêu đời, yêu người và bao dung với mọi điều xung quanh mình. Điều mà khó có ai có thể làm được như cậu bé này. Câu chuyện dần mở ra hơn khi nói về tính cách, đến bệnh tình và thân thế của em, những khó khăn mà lẽ ra không nên dành cho một cậu bé. Nhưng thật may vì bên cạnh Tèo vẫn còn Lam, Nghị và Hằng bên cạnh cùng sẻ chia. Bên cạnh diễn biến cuộc sống của Tèo, tác giả còn lồng ghép các tình huống truyện ngắn như tình duyên của chú Vịnh, cách giải toán của bác Đỉnh với sự dí dỏm, càng khiến người đọc bị lôi cuốn vào chuyến phiêu lưu miền cảm xúc và làm cho câu chuyện trở nên sống động, hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chính sự tài hoa trong việc viết truyện, Nguyễn Nhật Ánh đã lan tỏa thông điệp tích cực với mong muốn người đọc sẽ nhìn được may mắn trong hoàn cảnh không may mắn. Mình mong rằng sau bài giới thiệu sách này, các bạn sẽ tìm đến chuyến phiêu lưu cảm xúc mang tên Làm bạn với bầu trời và sẽ nhận ra được thông điệp ý nghĩa cùng với động lực nuôi dưỡng tâm hồn tràn đầy yêu thương mà tác giả muốn gửi gắm đến người đọc qua nhân vật Tèo bạn nhé.